Trong quá trình đào đất, người dân trên địa bàn thôn 10 xã Ebin đã phát hiện quả đạn pháo 175mm. Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã phối hợp với các lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường, xác minh thông tin, tìm phương án xử lý. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy quả đạn còn sót lại trong chiến tranh, thân đạn dài 60cm, đường kính đuôi đạn 15cm, trọng lượng hơn 50kg đã bị gỉ sét. Ban Chỉ huy quân sự huyện đã báo cáo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh xử lý theo quy định. Đơn vị cũng khuyến cáo người dân khi phát hiện bom, mìn cần báo ngay cho cơ quan chức năng xử lý, không tự ý tác động để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc.